Quân đội Việt Nam được trang bị những hệ thống tên lửa phòng không tự hành nào? Dựa trên báo cáo của nước ngoài và các hình ảnh đã được công bố, quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang có trong biên chế những hệ thống tên lửa phòng không tự hành sau đây: 9K35 Strela-10, SA-13 Gopher, SA-13 Gopher. 9K35 Strela-10, NATO định danh là SA-13 Gopher là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm thấp được chế tạo và đưa vào sử dụng tại Liên Xô từ năm 1979. Strela-10 là một giải pháp phản ứng nhanh, hiệu quả đối với các mục tiêu đường không tầm thấp như tên lửa tàn hình, UAV, trực thăng, máy bay cánh cố định bay thấp và các loại vũ khí dẫn đường công nghệ cao khác. Toàn bộ hệ thống gồm cả radar, ngắm bắn h được đặt trong khung gầm xe bánh xích MTLB có khả năng hoạt động rất cao. Sức mạnh của tên lửa Strela-10 nằm ở 4 tên lửa đất đối không tầm thấp 9M37 sẵn sàng trên bệ phóng và 8 tên lửa trong xe, nhưng nó còn bắn được loại tên lửa 9M31 Strela-1 của SA-9 Gaskin. Điều này cho phép tiết kiệm chi phí chiến đấu Strela-1 sẽ được sử dụng để bắn các mục tiêu có tính năng và cơ động thấp, trong khi Strela-10 dùng cho các mục tiêu phức tạp hơn, Đạn tên lửa 9M37 có chiều dài 2,2m, đường kính 0,12m, trọng lượng 55kg, đầu đạn 5kg HE, tầm bắn tối đa 5km, trần bay 3,5km. Tên lửa được trang bị đầu dẫn hồng ngoại thụ động kết hợp ngòi nổ laser cận đích. Theo báo cáo của Supri, Việt Nam nhận được tổng cộng 20 hệ thống SA-13 cùng 500 đầu đạn tên lửa 9M37 từ Liên Xô trong giai đoạn 1985 đến năm 1986. Đến nay, SA-13 vẫn là xương sống của lực lượng phòng không tầm thấp Việt Nam. Tương tự, SA-2 và SA-3, SA-13 cũng đã khá lạc hậu và cần được nâng cấp lên một chuẩn mới hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không công nghệ cao. Trong bức ảnh bắn đạn thật của SA-13 đang trên báo Tiền Phong, một thiết bị khá lạ đã xuất hiện phía trên giá gắn ống phóng tên lửa. Qua so sánh với các bức ảnh hệ thống SA-13 của nước ngoài, thì nhiều khả năng SA-13 của Việt Nam đã được nâng cấp lên chuẩn Strela 10M3. Điểm nhấn của gói hệ thống này là bổ sung hệ thống dẫn hướng quan điện gắn bên trên bệ phóng tên lửa, có tác dụng giúp SA-13 hoạt động hiệu quả hơn trong môi trường tác chiến điện tử mạnh. Radar điều khiển hỏa lực 9F86 của Strela 10M3 được cải tiến với khả năng bám bắt mục tiêu tốt hơn, Phạm vi tìm kiếm mục tiêu tiêm kích F-15 vào khoảng 15 km, cho phép dẫn bắn các loại tên lửa hiện đại hơn như 9M-37M1 hoặc 9M-333. Với gói nâng cấp này, hệ thống phòng không tầm thấp SA-13 của Việt Nam được đánh giá có đủ khả năng đối phó với các thách thức mới của chiến trường hiện đại. F-300 F-300BMU-1 SA-20 Gagoler S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đối đất không tầm xa của Nga do công ty khoa học công nghiệp Almas sản xuất. Hệ thống S-300 được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình cho lực lượng phòng không Xô Viết. Các biến thể sau đó có thể đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật. Phiên bản S-300BMU-1 SA-20 Kagoler được giới thiệu lần đầu vào năm 1992 với các tên lửa 48N6 mới và lớn hơn so với tên lửa 5V-55R đời cũ một xe phóng có thể mang tới 4 đạn tên lửa 48N6. Loại tên lửa này lần đầu tiên xuất hiện với vai trò triển khai trên đất liền và có tất cả các tính năng cải tiến từ phiên bản hải quân S-300FM, gồm gia tăng tốc độ, tầm hoạt động, dẫn đường và khả năng chống tên lửa đạn đạo. S-300BMU-1 thường sử dụng hệ thống chỉ huy và điều khiển 83M6E, mặc dù nó cũng tương thích với các hệ thống chỉ huy và điều khiển Bicor 1E, Snazet M1E, CCS cũ. Hệ thống 83M6E được trang bị radar giám sát phát hiện 64N6E Big Bird. Radar kiểm soát bắn và dẫn đường của S300BMU1 là 30 là 3 là 30N6E có thể lựa chọn thích hợp. Có thể lựa chọn tích hợp với một radar bắn thấp 76N6 hoặc 36D6 và một radar thám sát mọi độ cao 96L6E. Hệ thống chỉ huy và điều khiển 86M6E có thể kiểm soát tới 3 xe phóng, cả phương tiện tự hành 5B85SE và bể phóng kéo 5B85TE. Vào năm 2003, Việt Nam đã mua của Nga hai hệ thống S300BMU1 với khoảng 75 quả tên lửa 48N6 để trang bị cho hai đơn vị phòng không triển khai ở hai đầu đất nước. Giá trị hợp đồng ước tính là 300 triệu USD cho đến khi SAMB của Singapore đi vào hoạt động S300BMU1 của Việt Nam vẫn là hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. 2K12 SA6 Genfun Ngoài hai hệ thống tên lửa phòng không tự hành trên, theo báo cáo của SPRI, trong giai đoạn 1979-1980, Việt Nam đã nhận từ Liên Xô 10 hệ thống SA6 cùng 600 đạn tên lửa 3M9. 2K12 cấp S6 Gensun là hệ thống phòng không di động tầm ngắn được đưa vào trang bị năm 1967. Nó ra đời nhằm bổ sung cho 2K11 Krupp SA4 tầm trung cao. Xe radar Long Track, xe tiếp đạn và xe bể phóng của SA6 đều đặt trên khung xe kéo pháo, bánh xích nặng ATT đã được cải tiến, có tính việc có tính việc giả rất cao, đủ sức đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới sau khi đưa vào biên chế, SA-6 đã trải qua nhiều đợt hiện đại hóa với mục tiêu cải thiện các đặc tính chiến đấu, tầm bắn xa hơn, cải thiện khả năng tác chiến điện tử, giảm thời gian triển khai hoạt động. Một biến thể nâng cấp đã được chấp nhận năm 1973. Một biến thể nâng cấp được chấp nhận năm 1973 với định danh là cấp M1 và năm 1974 đến năm 1976, hệ thống trải qua một đợt hiện đại hóa nữa, kết quả là cho ra đời biến thể cấp M3. Hệ thống SA-6 sử dụng đài radar hỏa lực 1S91 NATO định danh Stray Flux có tầm hoạt động 75 km, bắt đầu chiếm mục tiêu và điều khiển tên lửa ở tầm 28 km. Tên lửa của SA-6 là 3M9, có chiều dài 5,8 m, sải cánh 1,245 m, đường kính 0,355 m, trọng lượng phóng 599 kg, mang theo đầu đạn HE nặng 59 kg. Tầm bắn tối đa là 28 km, Trần bay 12 km, tốc độ Mach 2,8. Mặc dù hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến S-300BMU1 đã được công khai rộng rãi, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một hình ảnh nào của SA-6 tại Việt Nam. Vì vậy cũng tồn tại nhiều ý kiến cho rằng thực ra Việt Nam không hề được trang bị SA-6.